Lễ hội rước Thiên Ngọc Minh đã chuẩn bị xong chưa? Tất cả đã sẵn sàng, thưa Đại Phong Đế. Tiểu Duyên. Dạ, chỉ vì sơ ý, Tiểu Tiên đã làm rơi quả Thiên Ngọc Minh xuống trần gian rồi ạ. Ai thứ đã ra đời khỏe mạnh và đang thực lạc dưới trần gian? Ta phải nhìn ngóng Thái Tường trở về trước khi Hắc Mộc Tinh phát hiện. Xin ngài hãy giao trọng trách này cho thần. Tiên trưởng Đan Nương. Không phải nói chứ. Nói đó. Đi về ngay, đó là mệnh lệnh. Tiểu Tiên giang sinh tiên trưởng. Tiểu Tiên giang rồi. Sinh. Muốn nhận ra Thái Tử, chúng ta phải tìm ra được dấu ấn rồng trên người của ngài. Thái Tử. Mình sẽ đi. Đi hướng Tây. Thái Tử. Mình sẽ đi hướng Nam. Thái Tử. Hãy đi hướng Đông. Là bạn chỉ vô trong đó. Bây giờ phải tìm cách tiếp cận. Hai con điên đi đâu ra vậy? Hai con điên. Không, hai con điên. Oh my god. Nếu như như ngươi mà đòi bảo vệ Liên Trì Bông mà. Hai cô chỉ làm nhiệm vụ quét nhà, lau nhà, giặt đồ, ủi đồ, đi chợ, nấu cơm, xịt khói, kéo mà tắm cho voi, xỉa răng cho cọp, chạy lông cho nhím, gãy ngứa cho kỹ, nhổ lông trắng chỗ đen, nhổ lông đen chỗ trắng cho ngựa giặt. Vậy thôi.